Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món tôm kho tàu mọi người, với cái dồi muối chiên mọi người, ăn kèm có đậu bắp mọi người, bắp cải đậu bắp mọi người, với dưa leo mọi người, tráng miệng có bắp mọi người, bắp Mỹ mọi người, bắp Mỹ luộc với trái nho mọi người, trái nho đỏ đỏ, nước uống có trà đá mọi người, trà đánh Thái Nguyên mọi người. Này tôm kho tàu mọi người, này cái vô mọi người, cái vô muối chiên, bắp cải đậu bắp dưa leo mọi người, cơm mọi người, hai cái bắp Mỹ luộc mọi người, bắp khác bắp luộc mọi người, đi chợ đá mọi người, chợ Tám Thái Nguyên mọi người, nho mọi người, nho không hạt mọi người, không hộp mọi người, nho đỏ đỏ mọi người, trái nho đỏ đỏ, trái không mọi người, trái không bình xương, muỗng mọi người, đổ mọi người. Cộng thêm nước sôi mọi người, mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người mũi trắng ngứa mà. Chiên lạc mọi người, nước mắm,
Cảm giác mùi tém nó hơi ám rồi, nó toàn hơi nồng luôn. Thank you.
cháo luôn. Ăn ngon. Cái này mà trộn cơm ăn cũng ngon. Tại cái này ăn cơm không nhiều nên là không có trộn, nước ăn ngon rồi. Tôm nó dai chắc thịt mọi người, ngọt mọi người. Ngọt. Ngon đúng ngọt luôn. Chà bao chát nè. Thôi. Cơm ngon rồi. Tôm kho tàu ngon rồi. Tôm nó dai chắc thịt luôn rồi. Nó ăn ngon ngon rồi. Như kho thấm rồi. Đầu ăn cảm giác nó hơi tanh rồi. Do chắc không quen mùi mà ăn hơi thấy ngon rồi. Nó dai ngon. Cây vô thì chiên ăn cũng được mà, chiên tư ăn cũng được, nhưng mà khoái món hồi sáng hả? Sáng cây vô kho bầu ăn ngon rồi. Mà chiều thì có món tôm kho tàu rồi. Bắp cải ăn giòn ngon, dưa leo ngon rồi. Đậu bắp chiên ăn thơm rồi. Có điều nó khác hơi đắng đắng xíu rồi. Trái bắp này ăn cũng được rồi. Tại tối giờ này cũng no, không ăn rồi. Ngon đúng ngọt rồi. Ngon, trà thơm rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon mạnh, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.